Thưa quý vị, mới đây, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc khởi tố ông Cường liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health True 2000 Canada. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can ông Trương Quốc Cường để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là cục trưởng cục quản lý dược của Bộ Y tế. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh trên. Thứ trưởng Trung Quốc Cường bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng với đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Luật sư Trương Quốc Hòa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội danh này có 3 khung hình phạt, trong đó khung cao nhất là từ 7 đến 12 năm tù giam. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm sức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đây là hình phạt bổ sung. Bình luận về tội danh, luật sư Hòe cho biết, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi thiếu trách nhiệm là không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn. Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định của pháp luật, của điều lệ công tác như là nội quy, quy chế, quy trình có tính chất bắt buộc phải thực hiện theo. Người có chức vụ quyền hạn lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức vụ quyền hạn của mình như là thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không kịp thời, do đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đã đề ra. Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại được xác định và có cơ sở xác định là nghiêm trọng về tài sản, về vật chất hay tinh thần, thiệt hại về uy tín, danh dự, tài sản của cơ quan nhà nước, của tổ chức và cá nhân. Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự. Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng được coi là chủ thể đặc biệt. Chỉ những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức mới có thể là chủ thể của tội phạm này khách thể của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức làm cho cơ quan tổ chức bị suy yếu mất uy tín mất lòng tin của nhân dân và chế độ gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng đến tài sản của cơ quan tổ chức làm cho cán bộ công chức của cơ quan tổ chức mình bị thoái hóa biến chất ngoài ra theo vị luật sư tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được thực hiện do vô ý động cơ phạm tội không phải là do yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm này đây là đặc điểm khác với một số tội phạm khác mà người phạm tội có chức vụ quyền hạn thực hiện. Do đó, khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đều cần xác định động cơ phạm tội cũng chỉ có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt, chứ không có ý nghĩa định tội. Theo tài liệu của Dân Việt ngày 30 tháng 7 năm 2019 và ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố hai vụ án hình sự, gồm vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác và vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định nhập hai vụ án trên thành vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế để điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến nhiều cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương, nhiều công ty kinh doanh dược phẩm trong và ngoài nước. Cơ quan an ninh điều tra xác định trong hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu lô thuốc Escapita, Capita, theo đơn hàng số 225DHVNPNK ngày 16 tháng 10 năm 2013 của VN Pharma có một số điểm chưa thống nhất về tên thuốc và dạng bào chế, về thành phần tái dược, công thức hóa học của dược chất chính, về hạn sử dụng. Tổ chuyên gia thẩm định và các chuyên gia thuộc ba nhóm thẩm định đã đánh giá đạt yêu cầu, đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc S Capita. Căn cứ kết quả thẩm định, đề xuất của tổ thẩm định và phòng quản lý kinh doanh dược, ông Trương Quốc Cường, khi đó là Cầu trưởng cục quản lý dược, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, đã duyệt cấp phép nhập khẩu đối với thuốc s theo đơn hàng của VN Pharma. Trong khi hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc có một số điểm chưa thống nhất, có dấu hiệu thứ trách nhiệm trong việc thẩm định cấp phép nhập khẩu. Sáng ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Trung Quốc Cường tại trụ sở Bộ Y tế. Ban chuyên án của Cơ quan An ninh Điều tra đã đi xe biển xanh 80A đến Bộ Y tế và bắt đầu thực hiện việc khám xét. Chữa ung thư bằng thuốc không sử dụng để chữa bệnh cho người Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014, Nguyễn Minh Hùng đặt mua của Võ Mạnh Hùng thuốc S capita 500mg caplet, viết tắt là thuốc S capita, chiếu hoạt chất capicitabini, dùng để chữa các bệnh như là ung thư vú, ung thư đại tràng, mang nhãn mác công ty Helix Pharmaceuticals Inc. Canada viết tắt là công ty Helix Canada, để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam với giá là 0,9 đô la một viên. Do thuốc S Capita chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nên cần phải có hồ sơ pháp lý nộp cho Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế để thẩm định cấp phép nhập khẩu, tức là cấp quota. Để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, các bị cáo trong vụ án đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả, gồm giấy chứng nhận lưu hành tự do FSC và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc GMP của Canada giả, đóng dấu giả hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, đóng dấu công ty Halis Canada giả vào hồ sơ để đề nghị cục quản lý dược cấp phép nhập khẩu thuốc, làm giả hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với công ty Austin Hồng Kông và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc S 500mg caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lợi. Thực tế đã nhập 9.300 hộp thuốc S Căn cứ điều 2 luật dược năm 2005, Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Nghị định số 185 ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tài liệu điều tra của các cơ quan tố tụng đã có đủ căn cứ kết luận toàn bộ 9.300 hộp thuốc S-Capita giả về nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất, giả về chất lượng, không sử dụng để chữa bệnh cho người. Về chất lượng của lô thuốc Escapita, kết luận giám định số 31 ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Giám định Bộ Y tế đã kết luận. Lô thuốc có nhãn mát thuốc Escapeta 500mg caplet có chứa 97,5% hoạt chất Capacitabini là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Kết luận điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên lĩnh vực dược phẩm y tế liên quan trực tiếp đến tính mạng an toàn sức khỏe của người dân được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị cáo trong vụ án phần lớn là những người làm việc hành nghề trên lĩnh vực buôn bán nhập khẩu thuốc chữa bệnh có nhận thức hiểu biết trên lĩnh vực này nhưng đã lợi dụng pháp nhân là công ty kinh doanh dược phẩm thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi để buôn bán nhập khẩu thuốc chữa bệnh giả nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng về Việt Nam với mục đích tiêu thụ để kiếm lời. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trên cả lĩnh vực kinh tế và y tế, đe dọa sức khỏe, tính mạng người bệnh khi sử dụng thuốc giả nguồn gốc kém chất lượng. Để đạt mục đích phạm tội, các bị cáo đã thực hiện một loạt các hành vi gian dối để nhập khẩu chót loạt lô hàng 9.300 hộp thuốc Escapita vào Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi mới nhập thuốc về Việt Nam, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên chưa tiêu thụ được. Việc bị phát hiện, ngăn chặn là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Sau khi vụ án bị khởi tố, các bị cáo đã tìm cách đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra. Vì vậy, theo cơ quan điều tra, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án này về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo quy định tại điều 157 khoản 2 Bộ luật hình sự năm 1999. VN Pharma bị thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định chỉ giá lô thuốc chỉ là hơn 5 tỷ đồng. Các bị cáo đã nâng khống thêm giá mua là gần 7 tỷ đồng. Tổng cộng giá trị lô thuốc sau khi bị nâng khống là hơn 12 tỷ đồng. Số tiền nâng giá thuốc là gần 7 tỷ đồng đã được chuyển vào hai tài khoản dịch vụ chuyển tiền ở nước ngoài. Sau đó các bị cáo nhận lại tiền tại Việt Nam. Viện Kiểm sát xác định đây là khoản thu lợi bất chính của các bị cáo ngay trong giai đoạn mua thuốc bởi khi nhập khẩu các bị can đã khai báo giá thuốc nhập khẩu là 75 đô la một hộp, trong khi giá thực tế chỉ là 27 đô la một hộp, và nộp thuế nhập khẩu theo giá này. Đồng thời, kết quả đấu thầu lô thuốc cung cấp vào các bệnh viện có giá là 31.000 đồng một viên, chênh lệch 12.000 đồng một viên so với giá mua thực tế. Các bị cáo đã dùng thủ đoạn kê khai giá thuốc nhập khẩu cao và nộp thuế nhập khẩu ở mức cao để khép kín quy trình hợp thức hóa việc bán thuốc giả tại Việt Nam với giá cao. Toàn bộ lô thuốc nêu trên sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ nên thiệt hại thực tế của công ty VN Pharma là hơn 6 tỷ đồng. Đây là tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu. Công ty VN Pharma yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xác định hồ sơ vụ án đủ tài liệu, đủ căn cứ xác định các bị can trong vụ án đã đồng phạm thực hiện hành vi buôn bán 9.300 hộp thuốc Escapita giả, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng các bị can đã gây thiệt hại cho VN Pharma số tiền là hơn 6 tỷ đồng. Đối chiếu theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định truy tố 12 bị can này về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo quy định tại Điều 157 khoản 4 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Vụ án sai phạm về thuốc chữa ung thư của VN Pharma và các cán bộ liên quan vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến diễn biến vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những thông tin mới nhất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo